sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nhắc tới là Cetaphil. Tuy chỉ có một cái chai nhỏ thôi nhưng mà nó có thể dùng được cho da mặt và cho body của mình luôn. Một cái đặc biệt nữa là mình thích cái này là tại vì nó có thể dùng cho da nhạy cảm. Khi mà mình đi rừng, đi núi, những cái điều kiện mà cái khí hậu nó khắc nghiệt á, thì cái loại này có thể làm dịu, làm giữ ẩm, cấp ẩm cho da. Thật ra thì đối với những cái sự rửa mặt khác, khi mà mình rửa thì nó sẽ có những cái mùi hương hay là nó sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Nhưng mà đối với cái loại này á, hầu như là không màu, không mùi và không có vị, nhưng mà mình chưa có nếm. Lúc mà mua mình còn được tặng kèm thêm một cái loại lotion thì nó dưỡng ẩm. Thì sau khi mình xài cái này xong rồi thì tiếp đến mình có thể xài tiếp cái này. Đó, chỉ có hai cái chai nhỏ xíu như vậy thôi, rất là tiện và gọn khi mà bỏ trong cái ba lô, không có cồng kềnh. Hình như cái chai này là tầm khoảng 100.000. Cái này xài thấy rồi chắc cũng cỡ cả năm, nửa năm luôn đó. Mỗi lần xài thì mình chỉ sử dụng một chút xíu thôi, với lại xài trong mấy cái chuyến đi thôi, nên là tính ra nó cũng không phải là mỗi ngày, nên là có thể xài được tới nửa năm luôn. Còn cái chai nhỏ này là chị mua cái chai lớn xong nó tặng kèm cái chai nhỏ nên thích quá mang nó đi du lịch luôn, mà cũng không nhớ giá của cái chai lớn là bao nhiêu nữa. Nhân tiện khi mà nói về việc chăm sóc da thì mình sẽ giới thiệu cái favorite thứ hai của mình, đó là cái serum này. Đây là một cái serum của hãng Aesop. Khi mà xài cái này, cái cảm giác đầu tiên mang lại cho mình đó là nó relax, thư giãn và giống như là mình đi tiệm spa vậy đó, tại vì cái mùi hương của nó. Serum này thì được chiết xuất từ nha đam, hạt mùi tây và hạt nho. Khi mà sử dụng thì mình chỉ việc bóp một nhát rồi xong, xong mà xịt lên cái da, xoa đều và apply ở trên da mặt rồi massage. Cái loại này khi mà mình nhỏ vào tay và apply lên mặt thì lúc đó là nó sẽ rất nhớt và dính nha, nhưng mà nó vừa tới da rồi là một hồi là nó sẽ khô, mình cảm giác là nó khô lại ngay liền và nó hấm vô da luôn đó, nên là sau đó là không còn cái cảm giác dính hay là bết nữa. Vì đã sử dụng được một năm rồi và sử dụng mỗi ngày thì mình cảm thấy cái da của mình nó khỏe hơn so với lúc trước. Lúc trước mà mỗi lần mà đi đến những cái nơi mà nắng gió nhiều giống như là Iran hay là Ai Cập á, thì sau về là cái da mặt của mình nó rất là sần sùi và đỏ mụn, nhìn nó thiếu nước cực kỳ luôn. Nhưng mà kể từ khi mà đi xong mình cũng sử dụng cái này thường trong chuyến đi luôn, duy trì đều hàng ngày á. Thôi rồi bây giờ thì cái da của mình nó nhìn trông rất là khỏe. Ngoài ra thì cái serum này nó còn có tác dụng là chống oxy hóa. Tại vì bây giờ là mình đã bước qua tuổi 30 rồi, nên cái vấn đề mà bị lão hóa làn da khi mà mình đi nhiều, mình tiếp xúc nhiều với nắng và những cái tác nhân khác nữa, nó làm cho da xuống nhanh lắm kìa. Nên là khi mà sử dụng được cái này thì cảm giác rất là an toàn, với lại về lâu về dài thì mình giữ được cái sự trẻ trung cho làn da. Cái sản phẩm thứ ba mình đảm bảo là các bạn đều biết nó hết rồi, tại vì nó rất là nổi tiếng về cái khoản là đa chức năng. Đây là Lucas Papaw, khỏi đọc sao ta. Lucas Papaw Ointment. Nhị thích cái này tại vì là nó có đa tính năng, đa công dụng. Một sản phẩm thôi mà mình có thể sử dụng từ đầu cho đến chân luôn. Bây giờ bắt đầu từ khuôn mặt trước nha. Đây, nếu mà có mụn thì có thể chấm lên nó nè. Môi khô quá thì cũng có thể quẹt lên để giữ ẩm nè. Tóc nữa, ví dụ tóc khô quá thì có thể dùng một miếng chút xíu để giữ làm bóng tóc nè. Đối với body á, thì khi mà có những cái vết dị ứng hay là bị côn trùng, muỗi cắn, muỗi đốt này kia thì mình vẫn có thể xài cái sản phẩm này. Chỗ giống như là mình đi bán hàng. Sản phẩm này thì mình đã dùng được chắc cũng cỡ là 3-4 năm gì đó, và xài cũng được 5-6 chip. Mỗi lần ấy xài thì chỉ xịt một cái miếng nhỏ đây rồi xoa lên cái vùng mình đang cần. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái size khác nhau, cỡ lớn cỡ nhỏ, để các bạn có thể chọn lựa cái size để cho phù hợp. Nó rất nhỏ gọn khi mà bỏ vô cái ba lô. Thậm chí là khi mà trong chuyến đi mà bạn mình có gặp những cái vấn đề như vậy thì mình cũng hay share cái này để cho bạn mình sử dụng chung nè. Còn những cái chuyến mà sử dụng nhiều nhất á, là đi Ai Cập, đi Ấn Độ, đi Iran. Cái vùng đó là tương đối là cái khí hậu của nó khô và nó khắc nghiệt. Với lại là mình đi những chuyến du lịch đó đa phần là mình đi tự túc, nên là mình có thể ăn ở những cái chỗ mà cái điều kiện của nó vừa phải á. Nên là đôi khi gặp những cái vấn đề về vệ sinh, những cái con vật lạ này nó đốt chẳng hạn, thì mình hay sử dụng cái này. Đối với mình thì ba món đồ này nó giống như là những cái người bạn đồng hành đi với mình trong mỗi cái chuyến đi này.
thiếu với nó thì cảm thấy rất là day dứt và cực kỳ khó chịu luôn. Nhi hy vọng có thể đưa cho các bạn những cái gợi ý, nhất là những bạn mà có đam mê và yêu thích về xây dịch, những cái sản phẩm cần thiết trong chuyến đi. Đến đây thì chắc là xin chào tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn cũng đừng quên subscribe cái kênh YouTube của Đẹp Channel để chúng ta có thể cùng nhau biết đến những cái sản phẩm, đặc biệt là top 3 những cái sản phẩm yêu thích của những nhân vật trong chương trình. Xin chào.